xin kính chào quý vị và các bạn chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Nga đang chuẩn bị một bất ngờ khó chịu cho hải quân Mỹ ở Biển Đen. Trong trường hợp đụng độ, hải quân Mỹ ở Biển Đen sẽ phải hứng chịu hỏa lực cực mạnh từ tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh Zircon của Nga. Hải quân Mỹ ở Biển Đen theo dự báo sẽ không thể tự do hoạt động như trước sau khi Nga chính thức trang bị tên lửa hành trình diệt hạm siêu thanh 3M22 Zircon cho các tàu chiến của nước này. Quân đội Nga đang chuẩn bị cho hải quân Mỹ một bất ngờ khó chịu ở khu vực Biển Đen, đó chính là kẻ thù không đội trời chung của bất cứ chiến hạm nào. Kết luận này đã được các chuyên gia quân sự từ Trung Quốc chia sẻ. Nước Mỹ với tư cách cường quốc quân sự lớn nhất trên thế giới, có một lực lượng hải quân khổng lồ. Với đoàn bẩy nói trên, các chính trị gia Mỹ liên tục gây áp lực lên các quốc gia mà họ không ưa và điều này xảy ra theo cùng một kịch bản. Các chiến hạm của hải quân Mỹ liên tiếp đến gần lãnh hải của đối thủ và định kỳ băng qua vùng nguy hiểm như thể một cách tình cờ. Theo tờ Sohu, trong năm 2021, Nga đặc biệt thường xuyên phải đối mặt với những hành động khiêu khích như vậy. Các nhà phân tích từ Trung Quốc cho biết, trong bối cảnh tình hình quốc tế trở nên ngày càng khó khăn, hạm đội Nga đang cố gắng cải thiện vị thế của mình trong cuộc đối đầu chiến lược với Mỹ. Cách đây ít lâu, Hải quân Nga đã tiến hành hàng loạt vụ phóng thử nghiệm thành công đối với tên lửa siêu thanh chống hạ 3M22 Zircon. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp chia sẻ thông tin này. Ông Putin lưu ý rằng các bài kiểm tra là hoàn hảo và trở thành một sự kiện quan trọng trong đời sống của đất nước. Tại Trung Quốc, họ tin rằng vũ khí mới của Nga có khả năng trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với hạm đội Mỹ. Tên lửa siêu thanh dơ con có tầm bắn hơn 1.000 km và có khả năng đạt tốc độ Mach 9. Những đặc điểm như vậy khiến cho việc đánh chặn chúng trở thành một nhiệm vụ gần như bất khả thi, ngay cả đối với các hệ thống phòng không hiện đại nhất do phương Tây sản xuất. Argus, hệ thống phòng thủ tên lửa trên biển tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ, có thể đánh chặn tên lửa với tốc độ gấp 2,8 lần vận tốc âm thanh. Rõ ràng các chỉ số của tên lửa do con cao hơn rất nhiều, các nhà báo từ Trung Quốc nhận định. Theo kế hoạch, việc sản xuất và bàn giao hàng loạt tên lửa do con cho Hải quân Nga sẽ bắt đầu trong năm nay. Trung Quốc tin rằng sự xuất hiện của hệ thống tác chiến mạnh mẽ như vậy trên các tàu nổi và tàu ngầm của Moscow sẽ là một bất ngờ rất khó chịu đối với hạm đội Mỹ. Sẽ khó khăn hơn nhiều cho các tàu chiến của Washington khi tiến hành các hoạt động ở gần vùng biển của Nga, đặc biệt là Biển Đen. Đó là nơi mà Lầu Năm Góc thường cử các đơn vị chiến đấu của mình tới đây nhất. Các nhà phân tích của Sohu bày tỏ quan điểm rằng nếu những hành động khiêu khích của quân đội Mỹ ở Biển Đen đi quá xa, thì hạm đội Nga với sự hỗ trợ của tên lửa Zircon con sẽ giáng cho đối phương đòn trả đũa khủng khiếp nhất. Trong trường hợp viễn cảnh trên xảy ra, chiến hạm Mỹ sẽ không có thời gian để rời khỏi vùng nước này bởi vì chúng sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt bởi tên lửa siêu thanh Nga. Những vụ phóng thành công đối với tên lửa Zircon con của Nga đe dọa tàu Mỹ với một bất ngờ khó chịu thực sự các nhà phân tích của tờ báo trung quốc chia sẻ kết luận của họ